Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Lương Thanh. Và hôm nay bên em có đơn hàng đó là một cái con đẩy công suất cực lớn luôn các bác nhá, chạy nguồn xung. Và cái con đẩy này thì chuyên dùng cho anh em đi làm sự kiện hoặc là phòng hát chuyên nghiệp, với công suất lên đến 2500W một kênh, ở trở kháng là 8 ohm. Và công suất đó còn sẽ nhân 2, nhân 3 lên nếu mà chúng ta chơi dàn array, khi mà chúng ta nối song song nhiều con loa, trở kháng nó tụt xuống còn khoảng 4 ohm đến 2 ohm. Và đây là đơn hàng gửi cho bác khách ở Eato Krông Năng Đắk Lắk, anh Mai Văn Sứ. Thì anh có lấy bên em và cái con đẩy là SLA 4.25, đến từ thương hiệu là PS Audio. Và các bác có thể thấy là cái kích thước của nó thì vô cùng là nhỏ gọn các bác nhé, bởi vì nó sử dụng cái linh kiện bán dẫn, thế nên là kích thước của nó rất là nhỏ gọn và cái cân nặng của nó thì chỉ khoảng hơn 10kg thôi. Và công suất của nó thì lại cực kỳ kinh khủng. Và với cái ưu điểm là sử dụng nguồn xung, thế nên là cái nguồn điện áp của nó sẽ là nguồn điện áp giải rộng từ 90 cho đến 260V các bác nhé. Tức là các bác có mang ra nước ngoài hay là các bác sử dụng trong nước với nguồn điện 110 hay là điện 220 thì chúng ta đều có thể sử dụng một cách bình thường. Và đặc biệt ở một cái điểm ấy là nếu mà chúng ta chơi ở những cái vị trí, địa điểm nào mà điện áp của nó không ổn định, nó lúc nó tăng lúc nó giảm, thì cái con này nó sẽ đưa ra, nó sẽ ngắn là lắn lại một cái nguồn điện áp ổn định để cái hoạt động của thiết bị nó được hoàn toàn ổn định. Và cái con này có một cái rất là hay nữa các bác nhé, đó là cái phần thiết kế dây nguồn của nó chuyển sang cái phần rắc vặn cài như thế này. Thì anh em đi làm sự kiện rất hay tháo ra tháo vào ấy, thì chúng ta sử dụng những cái rắc vặn cài này thì nó cực kỳ là chắc chắn và nó rất là nhanh gọn. Còn nếu mà các bác sử dụng như kiểu cái rắc nguồn đời cũ, những cái rắc nguồn mà nó chỉ cắm ra cắm vào thôi chứ nó không có cái rắc cài, thì nó rất dễ tuột. Và anh em nào làm sự kiện mà trong cái quá trình sử dụng mà dây nó bị tuột, mà cả cái dàn âm thanh nó bị mất tiếng, ca sĩ đang hát hoặc nghệ sĩ đang biểu diễn, thì nó rất là buồn cười. Thế nên là đây là một cái điểm cộng rất là đáng giá ở trên cái con SLA 4.25. Và cái quạt làm mát của nó sẽ có cái cảm biến nhiệt, tức là cái con đẩy của các bác càng nóng thì cái nhiệt thì cái tốc độ của quạt nó chạy càng cao và nó sẽ làm mát mạnh hơn. Trong quá trình sử dụng thì các bác hoàn toàn yên tâm, không hề lo cái vấn đề là quá tải quá nhiệt nhé. Và em sẽ lấy cái thước để em đo cho các bác là cái kích thước của nó. Đấy, và chiều dài chiều rộng bao nhiêu để các bác có thể là ứng chừng được ở trong tủ đồ của mình để kê kích sao cho phù hợp. Thứ nhất là chiều sâu của con đẩy, nếu mà chúng ta tính cả cái rắc nguồn nó ra nhá, thì nó rơi vào khoảng 40 phân. Và thứ hai là chiều ngang của con đẩy, chiều ngang cả phần hai tai bắt vào tủ đồ nó rơi vào 48,5 phân. Và cái độ dày của nó thì sang 2U 8,8 phân các bác nhá. Và cân nặng của nó như nhà hãng đưa ra nó chỉ rơi vào khoảng 14kg thôi. Và em sẽ lấy cái quyển thông số kỹ thuật để cho các bác có thể là xem nó một cách kỹ càng hơn, những cái thông số chi tiết hơn. Và đây là cái quyển thông số kỹ thuật của con SLA 4.25 các bác này. Và đây sẽ là quyển kỹ thuật chung cho hai dòng là 4.15 và 4.25 nhá. Cái con 4.15 này thì bên em vừa hôm qua bên em vừa mới lên một cái clip xong. Đó là cái loại 4 kênh, mỗi kênh là 1.500 công suất, 1.500W. Và chúng ta sẽ quan tâm đến phần trang cuối các bác nhá. Đầu tiên là ở trở kháng 8 ohm này, ở con 4.25 nó sẽ đưa ra công suất là 2500W một kênh. Và khi mà trở kháng xuống 4 ohm, công suất đầu ra sẽ là 3750W. Và khi mà trở kháng tụt xuống 2 ohm, đây là một cái rất đặc biệt ở những cái dòng nguồn xung, là nó có thể chơi được cả ở trở kháng 2 ohm. Nếu mà những cái con đẩy khác, nguồn xuyến khác ấy, thì nó chỉ đánh được đến 4 ohm thôi. Nhưng mà riêng con đẩy này nó có thể chơi được 2 ohm và chúng ta hoàn toàn có thể chơi được những dàn array công suất lớn. Và khi mà trở kháng xuống 2 ohm thì công suất đầu ra của nó sẽ là 7500W một kênh các bác nhé. Thoải mái, một kênh nó thoải mái đánh được những cái con súp kép luôn. Súp kép 50 đánh một phát căng đét luôn. Và đây là cái cân nặng của máy là 16,55kg, nhưng mà thực tế em cân nó chỉ khoảng rơi vào 14kg thôi các bác nhé. Và cái kích thước của nó thì vừa em đã đo cho các bác xem rồi. Và ở trong cái quyển thông số kỹ thuật này thì nó sẽ có luôn cả những cái lưu ý khi sử dụng đẩy, về nguồn điện này, về nhiều cái khác nhau, về vấn đề làm mát này, về chế độ đóng gói hay là bóc gói như thế nào, ở trong này nó cũng có hướng dẫn hết này. Và nó sẽ có cả hướng dẫn kết nối các bác nhá. Hướng dẫn kết nối cục đẩy ra sao, các nút ở trên cái cục đẩy nó như thế nào, và hướng dẫn luôn cả những cái đèn ở trên này nó là những cái đèn gì, thông báo gì, đầy đủ hết ở trên cục đẩy ở trong cái quyển thông số kỹ thuật này. Và ở phía mặt trước của con đẩy, khi mà chúng ta bật nguồn lên thì nó sẽ có thông báo là nhiệt độ bên trong máy và cái thời gian máy hoạt động các bác nhá. Nó sẽ hiển thị thông số chính xác ở đây để cho chúng ta có thể là kiểm soát được nhiệt độ của máy, kiểm soát được thời gian làm việc. Và những cái chiết áp ở đây khi mà chúng ta vặn thì nó sẽ thay đổi thông số trên màn hình, nó sẽ hiển thị cái cường độ tín hiệu âm thanh ở trên màn hình, chúng ta vặn kênh nào thì nó sẽ thay đổi kênh đấy các bác nhé. Ở cái đèn đây là nó có đèn báo lỗi này, đèn báo quá tải này, rồi đèn báo tín hiệu này đấy. Và nó sẽ có quạt cả mặt trước cả mặt sau, nó sẽ hút ở phần mặt trước và ở trong cái quạt ở mặt sau thì nó sẽ hút từ trong đẩy ra ngoài.
Đó. Và tất cả những cái sản phẩm chính hãng của Perido sẽ đều có tem mác của nhà sản xuất các bác nhé. Các bác lưu ý giúp em đầy đủ tem mác kích hoạt bảo hành online này, tem xuất xưởng, tem công ty này, đầy đủ luôn. Và ở phía mặt đằng sau cái đường kết nối cổng vào thì nó sẽ có những cái nút công tắc gạt. Các bác để ý giúp em là nó sẽ có hai hàng, hàng dưới là cổng vào 1-2 và hàng trên là cổng vào 3-4. Nó sẽ có thêm cả những cái đường CH link như thế này, là cái cổng kết nối âm thanh để chúng ta link từ các kênh này sang kênh khác, hoặc là từ con đẩy này sang con đẩy khác để đồng bộ các con đẩy với nhau và đồng bộ các kênh với nhau. Và nó sẽ có những cái nút công tắc gạt để chúng ta thay đổi độ nhạy tín hiệu đầu vào và thay đổi chế độ đánh ở trên con đẩy các bác nhé. Và nó sẽ có luôn cái hướng dẫn, cái sơ đồ hướng dẫn gạt ở ngay phía bên trên cổng vào luôn. Tùy vào nhu cầu sử dụng của các bác thì các bác có thể là gạt cái công tắc này sao cho nó phù hợp. Và cổng đầu ra của nó sẽ sử dụng cái jack Newtrick các bác nhá. Và cái con đẩy SLA 4.25 này bên em làm quá là nhiều clip rồi các bác ạ. Cả có những cái clip mà bên em bóc máy ra và xem những cái linh kiện ở bên trong, xem kết cấu ở bên trong nó như thế nào rồi. Và ở đây thì em sẽ test rất là nhanh cái con đẩy này trước khi mà bàn giao cho khách hàng. Bên em sẽ dán tem rồi đóng gói cẩn thận để gửi cho bác khách. Cảm ơn các bác đã theo dõi video, và để mà biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm này, các bác hãy liên hệ bên em qua số điện thoại là 0988 646 683. Bên em là bên Liên Thanh các bác nhé.